Hi guys, welcome back to LaDiaHay.com. Our lesson today is reading Unit 4, Learning World. Cô xin chào các em. Chào mừng các em đến với LaDiaHay.com. Và nội dung bài học hôm nay của chúng ta đó là phần Reading bài số 4, Thế giới học tập. Trong bài học này, cô và các em sẽ cùng nhau đọc bài với đề tài School Project, dự án trường học. I can identify the writer's opinion. Sau khi kết thúc bài học, tôi có thể xác định được ý kiến của tác giả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Chúng ta đến với nội dung đầu tiên. Think what you like about your school. Yêu cầu hoạt động đầu tiên là các em hãy nghĩ xem các em thích gì về ngôi trường của các em. Đối với nội dung này, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời như sau. Think I like my school because it's very big and my classroom is very comfortable. Classroom is very comfortable. My classmates are really friendly and the teachers are also helpful. Friendly and the teacher are also helpful. I have many interesting subjects and activities every day. Many interesting subject and activities every day. Tôi thì thích cái trường học của tôi bởi vì nó rất là lớn và lớp học của tôi thì cũng rất là thoải mái. Các bạn học cùng lớp của tôi thì thực sự rất là thân thiện và giáo viên thì cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ. Tôi có rất là nhiều môn học thú vị và các hoạt động thú vị mỗi ngày. Thì đó là câu trả lời cô muốn hướng dẫn các em trong hoạt động đầu tiên này. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Activity 1. Read the project. Where the school? Is the writer positive or negative about them? Yêu cầu hoạt động số 1 là các em hãy đọc dự án. Những trường học này thì ở đâu và tác giả có thái độ tích cực hay tiêu cực về các trường học này? Thì bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của dự án phía trên. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi cho hoạt động đầu tiên này. World Class, a project by Liam Murphy. Lớp học trên thế giới, một dự án được thực hiện bởi Liam Murphy. This is a geography class in Bangladesh. It isn't a traditional primary school. These students are studying on a boat school. It's a great idea because transport can be a big problem here.
When there's a lot of rain, the boat isn't moving at the moment, but at the start and the end of the day, it goes along the river to the student village. Đây là một lớp học địa lý ở Bangladesh. Nó không phải là một trường tiểu học truyền thống. Những học sinh này thì đang học trên một trường học trên thuyền. Đó là một ý tưởng tuyệt vời vì giao thông có thể là một vấn đề lớn ở đây khi mà trời mưa rất là nhiều. Con thuyền lúc này thì không có di chuyển, nhưng khi bắt đầu và kết thúc ngày, nó sẽ đi dọc theo con sông để đến các làng của học sinh. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Look, what is the teacher doing? She's teaching English, but she's not at her school. Her students are staying at home and learning lessons on television. In Ho Chi Minh City, Vietnam, students can have such a lesson on the channel of HTV Key. Is it another learning way for them? Digital learning. Nhìn kìa, cô giáo đang làm gì nhỉ? Cô ấy đang dạy tiếng Anh. Nhưng mà cô ấy thì không có ở trường. Học sinh của cô ấy thì đang ở nhà và có bài học trên TV. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, học sinh thì sẽ có những buổi học như vậy trên kênh HTV Key. Và đó là một cách học khác dành cho học sinh, được gọi là học kỹ thuật số. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến đoạn văn thứ 3. Eton College is one of Britain's oldest and most expensive private schools, and it looks like the students are wearing Britain's oldest, most expensive uniform. Not very practical. They are working to a lesson. This is a boarding school. Students study, eat, and sleep here. Eton College là một trong những trường tư thục lâu đời nhất và đắt nhất của nước Anh. Và học sinh thì có vẻ như đang mặc những bộ đồng phục lâu đời nhất và đắt tiền nhất. Không thực tế lắm. Họ đang đi đến lớp học. Đây là trường nội trú. Học sinh có thể học tập, ăn ngủ tại đây. Đó là nội dung đoạn văn thứ 3. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển đến đoạn văn cuối cùng. This is my secondary school in Ireland. We're having a dance club and it's a lot of fun. There are lots of traditional dances in Ireland. I'm not dancing, I'm watching the dancer. Our teacher are playing the musical instrument. Đây là trường cấp 2 của tôi ở Iceland. Chúng tôi có một lớp học khiêu vũ và nó rất là thú vị. Có rất là nhiều điệu múa truyền thống ở Iceland. Tôi thì không khiêu vũ, tôi đang quan sát các vũ công. Và giáo viên của chúng tôi thì đang chơi nhạc cụ. Đó là toàn bộ nội dung của chúng ta. Thì sau khi đọc xong, các em có thể thấy ngôi trường đầu tiên, địa điểm của nó đó là ở Bangladesh và tác giả có một cái nhìn tích cực về ngôi trường này, nên cô sẽ trả lời như sau. Task 1. School 1. Ngôi trường thứ nhất ở Bangladesh và tác giả có cái nhìn tích cực là positive. Tiếp theo, ngôi trường thứ hai là ở Britain, nước Anh và tác giả có cái nhìn tiêu cực bởi vì tác giả có nói là đây là một ngôi trường mắc nhất và đắt nhất của nước Anh. Negative. Ngôi trường tiếp theo, ngôi trường thứ ba. Ngôi trường thứ ba thì đó là ở Việt Nam. Và có cái nhìn tích cực bởi vì tác giả có nói rằng ngôi trường này thì có một phương pháp học mới, đó là học sinh có thể ở nhà học bài và học trên TV. Tiếp theo đó là ngôi trường thứ tư, School 4, nó làm ở Iceland và tác giả có cái nhìn tích cực.
Thì đó là câu trả lời của cô trong hoạt động thứ nhất này. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Activity 2, read and listen to the project and answer the questions. Yêu cầu hoạt động số 2 là các em hãy đọc và nghe dự án và trả lời các câu hỏi. Thì cô và các em đã đọc bài văn này trong hoạt động thứ nhất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lại nội dung của ba câu hỏi, sau đó trả lời, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại. Question 1. When is transport a problem in Bangladesh? Khi nào việc đi lại là vấn đề ở Bangladesh? 2. What is boarding school? Trường nội trú là gì? 3. What is another learning way for Vietnamese students? Một cách học khác cho học sinh Việt Nam là gì? Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại đoạn văn đầu tiên. Khi nào việc đi lại là vấn đề ở Bangladesh? Chúng ta có câu Because transport can be a problem here when there are lots of rain. Bởi vì đi lại có thể là một vấn đề lớn ở đây khi mà trời mưa rất là nhiều. Cho nên câu số 1 cô sẽ trả lời là when there are lots of rain. Task 2, number 1. When there's a lot of rain. Tiếp theo, câu thứ 2. Trường nội trú là gì? Các em hãy nhìn vào đoạn văn thứ 3, chúng ta có câu This is a boarding school, students study eat and sleep here. Đó là trường nội trú, học sinh có thể học tập, ăn và ngủ tại đây. Cho nên câu số 2 cô sẽ trả lời A school where students study eat and sleep. Where students study it and sleep. Trường nội trú là một ngôi trường học mà học sinh học tập, ăn và ngủ ở đó. Câu hỏi thứ 3. Một cách học khác cho học sinh Việt Nam là gì? Các em hãy nhìn vào đoạn văn sau. Các em hãy quan sát trong đoạn văn này thì tác giả có nói rằng học sinh sẽ học ở nhà và có bài học trên TV. Cho nên một cách học khác đó là học ở nhà. Câu số 3 cô sẽ trả lời đó là Three, homeschooling. Học ở nhà. Đó là nội dung 3 câu trả lời của cô trong hoạt động số 2 này. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Bây giờ cô và Kem sẽ cùng nhau lắng nghe lại đoạn văn. Unit 4, Reading. Exercise 2. World Class, a project by Liam Murphy. This is a geography class in Bangladesh. It isn't a traditional primary school. These students are studying on a boat school. It's a great idea because transport can be a big problem here when there's a lot of rain. The boat isn't moving at the moment, but at the start and the end of the day, it goes along the river to the students' villages. Look, what is the teacher doing? She is teaching English, but she is not at school. Her students are staying home and learning the lessons on television. In Ho Chi Minh City, Vietnam, students can have such lessons on the channel of HTV Key. It is another learning way for them, digital learning. Eton College is one of Britain's oldest and most expensive private schools, and it looks like the students are wearing Britain's oldest, most expensive uniforms. Not very practical. They're walking to a lesson.
This is a boarding school. Students study, eat, and sleep here. This is my secondary school in Ireland. We're having a dance class and it's a lot of fun. There are a lot of traditional dances in Ireland. I'm not dancing, I'm watching the dancers. Our teachers are playing the musical instruments. Như vậy là cô và Kem vừa lắng nghe xong đoạn văn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đến nội dung tiếp theo. Activity 3, Vocabulary Plus. Use a dictionary to check the meanings of the word included in the text. Yêu cầu hoạt động số 3 là phần từ vựng bổ sung. Các em hãy sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh trong văn bản. Thì trong văn bản cô có những từ vựng sau, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nghĩa. Cô có từ đầu tiên đó là primary school, có nghĩa là trường tiểu học. Task 3, number 1, primary school. Trường tiểu học. 2, từ vựng thứ hai đó là boat school, có nghĩa là trường học trên thuyền. Trường học trên thuyền. Từ thứ ba cô có từ secondary school, có nghĩa là trường trung học. Từ thứ tư cô có từ private school, nghĩa là trường tư thục. Thứ năm cô có từ boarding school, có nghĩa là trường nội trú. Tiếp theo. Từ thứ sáu cô có từ digital learning, có nghĩa là phương pháp học áp dụng kỹ thuật số. Thì đó là toàn bộ 6 từ vựng bổ sung. Cô và các em đã tìm hiểu nghĩa xong. Thì bây giờ cô sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Activity 4 uses working groups. Which school in exercise 1 do you think is the most interesting? Why? What types of school do you go to? Yêu cầu hoạt động số 4 là các em hãy cùng thực hành, làm việc theo nhóm. Trường học nào ở bài tập số 1 em nghĩ là thú vị nhất? Và em muốn học loại trường nào? Thì sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời như sau. Task 4. I think the most interesting.
school? Is the boat school in Bangladesh? Because I have never studied on the school like this before. It's a lot of fun. When I'm a boat and go around the village. On a boat and go around the village. I go to the boarding school because my house is very far from the school. I come, go to school and get home within a day. Get home within a day. Tôi nghĩ cái ngôi trường thú vị nhất là trường học trên thuyền ở Bangladesh vì tôi chưa bao giờ được học trên cái trường như thế này trước đây. Thật là vui khi tôi được ở trên thuyền và đi vòng quanh làng. Tôi thì đi học trường nội trú. Bởi vì nhà của tôi thì rất xa trường học, tôi không thể đi từ trường về nhà trong vòng một ngày. Đó là nội dung hoạt động thứ tư của cô đã hướng dẫn các em. Thì các em hãy nêu ra ý kiến của mình về một cái ngôi trường thú vị nhất và tại sao. Thì sau đây cô sẽ tổng kết một vài từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này như sau. Cô có từ vựng đầu tiên, lesson, có nghĩa là bài học. Từ vựng thứ hai, cô có từ uniform, có nghĩa là đồng phục. Từ tiếp theo, cô có từ traditional, có nghĩa là truyền thống. Từ thứ tư, channel, có nghĩa là kênh. Từ thứ năm, cô có từ positive, tích cực. Six, negative, tiêu cực. Seven, classmate, bạn cùng lớp. Thì đó là toàn bộ 7 từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này. Như vậy là cô cũng đã hoàn thành xong 4 bài học trong phần reading bài số 4. Và bây giờ bài học của cô đến đây là kết thúc.
Thanks a lot for your watching and have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em có một ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.